Ngày 3 tháng 9, báo cáo của Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu cho hay cô gái nhập cảnh Nhật Bản hôm 30 tháng 8 được xét nghiệm dương tính nCoV. Phía Nhật đã thông báo ca nhiễm cho Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng Bà Rịa Vũng Tàu truy vết 41 người tiếp xúc gần đưa đi cách ly tập trung. Bước đầu, 20 người có kết quả âm tính, 112 người tiếp xúc gián tiếp được cách ly tại nhà. Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 18 tháng 8, cô gái bắt xe từ huyện Xuyên Mộc đến Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục xuất cảnh rồi quay trở về nhà. 4 hôm sau, bệnh nhân đến phòng khám Medic Sài Gòn, ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc khám bệnh. Đến ngày 30 tháng 8, cô gái bắt xe 7 chỗ lên sân bay Tân Sơn Nhất để sang Nhật. Cùng chuyến xe có người bạn ở thành phố Vũng Tàu. Trước khi xuất cảnh, cô ghé nghỉ tại khách sạn trên đường Yên Thế, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đã vệ sinh khử khuẩn những nơi liên quan đến bệnh nhân như nhà ở, chợ Hòa Hội, phòng khám Medic Sài Gòn. Đơn vị này cũng điều tra truy vết các hành khách, tài xế trên xe chở bệnh nhân, phòng y tế, bệnh nhân ở phòng khám Medic Sài Gòn, phối hợp với ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh điều tra và khử khuẩn khách sạn nơi bệnh nhân nghỉ.